trong lúc nói chuyện người ta có hỏi con thì con đã nhớ sai hay nhớ nhầm và con đã trả lời cho họ sai theo như trí nhớ con lúc đó chứ con không có cố ý nói sai nhưng điều đó làm tổn hại không làm tổn hại đến ai cả như vậy có phải là con phạm tội nói vọng ngữ không vì có một số chuyện cũng không đáng nhắc để giải thích lại và con nghĩ người nghe cũng không quan tâm điều đó cho lắm Nên đã không nhắc lại vậy có đường không Hay con bị nhớ sai dẫn đến nói sai và không gây tổn hại Thì như vậy con có nên lần sau gặp lại giải thích lại cho họ hay không à, Cũng có một số người con không gặp lại lần nữa thì con nên làm như thế nào có một số chuyện chúng ta nên giải thích nhưng mà cũng có một số chuyện chúng ta không cần giải thích lại thí à, dụ như um, những cái chuyện nghiêm trọng như là cái chuyện tu à, chuyện tu à, lúc trước thì mình uh, có nói với người ta là các hành ấy có khi là thường có khi vô thường à, tới hồi mình học đạo mình biết là mình nói bậy mình nói sai thì mình phải có trách nhiệm mình nói lại hoặc là khi mà nhớ một cái lời dạy của Thế Tôn mà mình nhớ sai thì mình phải có trách nhiệm mình đính chính trở lại. Bởi vì đó là cái chuyện quan trọng. Nhưng mà có những thứ nó không quan trọng thì thôi, không có vấn đề gì, đặc biệt là khi mà cái chuyện đó nó không đem lại cái hậu quả gì cũng như người ta cũng không có quan trọng. Nó cũng không có quan trọng. Thì khi mà mình không có chủ ý, khi mình không có chủ ý thì mình không có phạm tội vọng ngữ, thành ra là mình cũng không có cần phải quá ăn năn đái đứt. Tuy nhiên thì nếu như mà mình cảm thấy mình lo lắng, thì bữa sau gặp lại thì có mình có thể giải thích là, ờ à, hôm bữa tôi nhớ lộn, nha, hôm bữa tôi nhớ lộn. thí à, dụ như hôm bữa mình nhớ à, Việt Nam mình à, à, rộng, à. sự ví dụ nha. À rộng một một triệu km vuông nhưng mà mình nhớ nhớ nhầm nhớ nhầm à, thì bữa sau mình gặp mình nói à bữa tôi à, bữa bữa nói chuyện với vụ đó thì tôi tôi nhớ lộn tôi nhớ lộn cái thông cảm ha thông cảm đấy vậy thôi có những cái nghiêm trọng thì mình phải có trách nhiệm đến chính nhưng mà có những cái không nghiêm trọng thì cũng không vấn đề gì ha?